Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ở đây là một trong những cái lô vỏ súp anh em nha. Mình về là cuối cùng của năm nay rồi. Nay đã là vơi vào 18 tháng chạp rồi. Và lô cuối cùng này về được tất cả là 20 cái đã hết rồi anh em nha. Đây là bản gỗ nặng này, mình về được đây. Xếp vào đấy. Tất cả nó có 20 cái nữa là cuối cùng của bên mình. Do xưởng cũng không còn hàng nữa anh em nha. Nó có đặt thì sang năm mới làm được. Anh em nào có nhu cầu dùng dòng súp cao cấp của bên mình, gỗ lạng, rồi cấu hình bát gấu này, rồi mạch gấu, mạch bốn sò đấy, mạch bốn sò mà có nguồn xuyến luôn, kích thước phổ thông 2228, rất là gấu, rất là khỏe anh em nhé, rất là khỏe của bên mình. Cái lô cuối cùng của năm nay về cái lô bạch súp này, còn 20 quả vỏ này thì tương ứng với 20 quả súp. Và cấu hình cao nhất của súp này của bên mình đang dựng ra là với giá thành bán là 3,2 triệu bao ship, 3 triệu tại nhà. Gần như anh em biết đến thì mình dựng ra quả nào là anh em đến bốc quả đấy. Tại nhiều có một anh thì mình dựng xong thì cứ khách lại đến lấy, anh chưa đến lấy người ta lại lấy mất. Đó là câu chuyện có thật của bên mình. Con này là chưa đi vào bông nhá, mình sẽ vào bông kín thùng luôn anh em, kín thùng luôn. Đó. Cái mạch này thì cũng cái thùng này là thùng chất lượng này, nặng rất là đẹp. Không phải là sơn mà gỗ MDF, người ta dán gỗ lên xong còn đánh bóng. Đó. Rất là công rất nhiều nên cái giá thành cũng rất là cao. Một cái vỏ không đó là mình bán ra là 1 triệu bao ship anh em nhé. Bao ship mình sẽ đi hết doang cho anh em này, đi doang bát, doang mạch đằng sau, bông tiêu âm, tặng kèm ốc vít anh em nhé. 1 triệu thường như vậy. Còn dựng xong xuôi là 3,2 triệu. Anh em quan tâm điện thoại cho mình, chào anh em.